Kính chào quý khán giả của chương trình DVTV. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong bản tin số cuối cùng của năm 2020. Và ngay sau đây, chúng tôi xin điểm lại những dấu ấn, những thành tựu nổi bật mà Dulcevina đã đạt được trong suốt một năm qua. Mời các bạn cùng theo dõi. Năm 2020 chính thức khép lại, kết thúc hành trình 14 năm xây dựng và phát triển của Dulcevina với không ít khó khăn và thách thức. Trong năm 2020, toàn thể người lao động công ty đã đoàn kết, gắn bó và cùng nhau nỗ lực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Thành tựu nổi bật trước tiên là về lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Công ty chúng ta đã ký kết được 25 hợp đồng mới, trong đó khả năng tự nhận thầu chiếm 44%. Với 9 hợp đồng về lò hơi, 9 hợp đồng về kết cấu thép và phần còn lại thuộc về lĩnh vực thiết bị khử mặn và thiết kế. Hoàn thành một số dự án lớn như CFB Module, Gemelin, Bapcomet và Carvin, xuất đi thành công 1.004 chuyến hàng với tổng khối lượng hơn 52.000 tấn đến 9 quốc gia trên thế giới. Mặc dù phải chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng Dulcevina vẫn đảm bảo chỉ số kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt gần 53 triệu đô, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu trong năm 2020 ước đạt gần 438 triệu đô, cao hơn năm 2019 gần 108 triệu đô. Việt Nam chính phủ가 이 COVID-19을 잘 관리하여 저희가 이 프로젝트를 수행하는데 아무 어려움이 없이 수행할 수 있습니다. 그 점에 대해서는 베트남 정부에 감사를 드리고 저희 그 기업이 베트남에서 기업 활동을 하는 것에 대해서 매우 다행스럽게 생각합니다. Điều đặc biệt đáng tự hào hơn nữa đó là năm 2020 là năm đầu tiên công ty Dulcevina đánh dấu thành công trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sử dụng lò hơi công nghệ tần số tuần hoàn CFB cho nhà máy nhiệt điện sinh khối Sodegora đặt tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ngoài ra, Dulcevina cũng đang tập trung vào sản xuất các thiết bị năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Ngoài công nghệ CFB, Dulcevina cũng đang chế tạo lò hơi dùng trong nhà máy điện rác để cung cấp cho các khu vực lân cận Kyoto, Nhật Bản. Các thiết bị lò hơi công nghệ WTE này dự kiến sẽ được xuất khẩu vào năm 2021. Năm 2020, Dulcevina đã hoàn thành thẩm định và cấp mới chứng nhận ISME 2019 sửa đổi, ISO 3834, EN 1090, ISO 14001-2018, ISO 45001-2018, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, thực hiện sáng tạo gần 600 cải tiến hay giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty cũng đã nỗ lực cắt giảm thời gian làm việc từ 47,5 tiếng xuống còn 43,75 tiếng trên tuần để giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt cùng gia đình. Về đào tạo, công ty cũng đã tổ chức tổng cộng 17 khóa học giúp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề cho người lao động và đã thu hút được 2.350 lượt người lao động đăng ký tham gia. Về trách nhiệm xã hội, công ty phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Trung An trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa Khoa và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi với tổng trị giá 1.787 tỷ đồng. Tiếp tục hỗ trợ huyện Lý Sơn hoàn thành bảo trì, sửa chữa hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt, phục vụ nhu cầu nước sạch hàng ngày cho người dân tại xã đảo An Bình. Trao tặng 38 suất học bổng và thiết bị dạy học với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho sinh viên 4 trường đại học lớn trong cả nước. Đồng thời cung cấp nơi tránh bão cho 310 người dân và tặng 250 suất quà cho bà con sau bão Molavi, v.v. Về ngoại giao, Tổng Giám đốc Chân Dân Chiêu đã có một số cuộc gặp và làm việc với các lãnh đạo cấp cao của các cơ quan, chính phủ Việt Nam, cũng như tiếp đón nhiều đoàn khách quý đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tham quan, giúp tăng cường thêm mối quan hệ, hợp tác đầu tư trong tương lai. Bên cạnh đó, Dulcevina còn gặt hái nhiều thành tích với các giải thưởng bằng khen như Giải thưởng Năng lượng bền vững lần thứ nhất và công ty đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng. Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, bằng khen về thành tích đóng góp cho khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, bằng khen về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019,
và đồng thời còn là một trong 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh bình chọn. Với những thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2020, Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến toàn thể người lao động vì những nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty và mong rằng tất cả các thành viên của đại gia đình Dusanvina luôn hợp lực thành một khối vững mạnh và cùng nhau bứt phá để chào đón năm mới 2021 tăng trưởng và phát triển vượt bậc. Bản tin trưa hôm nay của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào trang web youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V11N91. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusanvina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu bằng từ khóa Dusanvina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau.